còn là thả phá rí ếch nước mà nè lên xoay rồi ba chuối boost ca lên tức hỏi thả khăn mình tập chất khăn lỡ quay tiếp khăn mà nói đánh sky bà thả hai lỡ đi tập tờ lơ Catherine đánh Catherine mùi tiết ăn mang đánh Kushka tế ba ọp đi hả đâu bỏ hết lỡ đi cuối con ở cổ bông tay bóng bài tiếp cá dạ ba chất đánh bà thả hai họ mau Kestrel mùi tiết khoảng đô chú mùi nâng Kestrel mùi đô mùi Astel à ngài bên cái nhà Kushka nó còn lúc khăn mình tên không tan mùi là đây là hai chị đánh hai bên đi dạ dạ tinh đánh chị tinh bê lìa chị dân cho là bè mùi ở đường thôn sân mà mùi ở mùi khang phà đi ở to ở nhà dạng lấy bông bông quay như thế hay là lớn rồi có sát rất ban kêu ở sân cao từ lơ mình nhận lấy sắp mặt hai là vọc sang chiếm tích mình tên là ở kia đó chụp ở đen hay là ở vọc sang chiếm tích ở lấy sau ở đen mới chết ở đen sang sài này nó flap được bà lấy ace mặt hai nó cứ tràn của sắm đấy đó tập mấy phần goal là nó dạ yeah. Mà hỏi họ có tờ lơ mà kể từ đến chi kế dạ là tìm mùi tờ lơ sky chưa ở trong đánh là lớn đánh bật hai mà stray học rừng sắp vô skill tìm mùi chốt lang bà lời đi chất đánh hết stray luôn này là bật hai bật tay ô trong crop rồi bó box long mà box ấy ha mà box level hay đâu còn riêng lang riêng toàn tiền hai nơi tài Aden cứ nơi level bằng mùi này là bạn nên cần hai stand level vóc toàn nơi khỏe cái kế hệ này đi pin nhẹ nên cứ chọn năng lực slot pin nhẹ mặt hàng này sau vòng này này mới vòng anh quay chỉ bàn bay đấy ô bạn pi mà vóc mà đó mà test box đó sẽ đấy đó thế nên tài lại đi ở pin nhẹ nên quạt sẽ làm cho bay anh cho rồi và họ cho hai box nên đánh với anh mạnh mà crop trích block muối là bay cam bia PCC và bật tay bắn cái lơ cái tự đấy nha và sky không bằng mạnh mà đánh anti mũi tiết băng đòi đến được tại chính kế ấy họ cho tôi muối rồi anti từ lơ Kestrel đã đánh Kestrel bật hai và đến rồi đi anti sắp từ lơ và hàng cả lạc xì ấy nha mà bắt mắt đánh hàng ở kê đấy ấy nha và box con bắn từ lơ và thêm từ đến lạc phê đánh chào bắt bắt lên đây rồi đây quay hai đi lời đi ba silent muối từ lượng hai galaxy họ trộn hai ba chụp block muối tiên mà nó out được bao sky lo mình tên chọn mà chụp được bao galaxy đã vừa đánh kashka môn kê bắt hai và chậm block muối tam chụp muối đang walk và những cái lấy một bước hàng cao với lời đi quay từ lượng và aden aden role play role type bên đi walk họ trộn một mình ta còn là minh mana thế ta còn chui walk chui aden man đây thế à man tê lời đi dạ lấy tạch mùi đấy tạch mùi hai mà quay từ lơ mà Catherine Catherine bán skill TP long tơ ở đây mà đừng chỉ riêng thôi mình tích còn ở càng là toàn bán đây là đi phải mùi đường sky hay mà chấm mấy nè bọn là gì họ từ sky và họ sky mùi smile mùi sky đánh sky một kế và đánh ở đây mùi điểm hai đời Kestrel là lời đi mạnh từ lơ vô walk ở IT ở tới thế mà lời đi bọc lè mùi vô phục chú mùi tiết mà lo mình đến hàng là gì mà chiếm tinh tế học cái con asa vay tiền kinh tế của Marzigo mà anh chả à lại đi cạc thân ca bạn đấy đi đập ra máy cạc thân ca đấy và được bắt lên tới thái tăng môi từ lơ vót và lại đi mà chân pin nhá cục hơn từ lơ vót tay Kashka còn họ từ lơ mà Kestrel wing và lại đi đến bắt đập bay từ thái đặt Kashka mà cào tiếp mà Alti môi lột một bờ rồi đến mình mà sao chiêm tại hai một hai vị rồi thế mà họ tư mặt đông đặt Kashka mũi tiết đặt vót mũi tiết và bán double kill từ lơ sky vẽ nữa và chẳng tranh được nông round áp hợp đến kia thì cứ an toàn áp sân thâm thế cứ nâng viên ở cả trán chẳng quan nâng học rằng lên mà thế và hàng thứ một cái ấy chỉ muốn nâng crack thân một số rock color galaxy hai đặt bom và tị bay hai à tị muốn được bao đen và tục mà chấm triple kill ấy lấy đi bảy kia mang một tên hay là nông anti đại koska mùi hái gà là xin đấy đại chiến thêm để tôi tục pi kv và hai pi kê nó cứ tôi đại mà chấm pi nữa hay là sợ đấy đại mùi tiền hai là lấy đi kháng triple kill ấy mùi đặc khác thân cứ quạt quay đại và hai những khơi thang game tìm mùi đi mà kháng triple kill ấy tụi màn chơi giùm nè chắc là xin mời bó sẽ tôi đã quyết định nhé chắc là giờ đang chăm tôi sẽ nói game pi pi và chẳng là kháng kinh triple kill ấy với nhà giả là bạn đi đây Sky cái phong cho mùi, phát cho mùi đang
ឥឡូវតែឥឡូវថយក្រោយសិនបាទចូលមួយទៀតបាទសគាត់នៅហៀងឆ្ងាយពីគេបាទឥឡូវនេះ Galaxy គាត់យកខៀលមួយដាច់សបាទចូលមកមួយទៀតបាទរះមួយទៅលើក្លេវបាទដាច់ក្លេវឥឡូវហើយដាច់បាត់ទៅហើយមិនសល់តែ Land Stay Land សល់ឈាមតិចប៉ុន្តែ Galaxy ប្រហែលជាមើលអត់ដឹងថា Land នៅខាងនោះទេមករាប់លុយនៅចាំងកលគេទៀតហើយបាទពេលនេះវាយមួយស្នាជាមួយនឹង Sky ហើយត្រូវចង់វាយទេបាទគាត់ណា Damage របស់ Sky ហ្នឹងគឺអត់តាន់ចាក់ Land Shoot ទេប៉ុន្តែ Land ដាក់ទៅវិញមួយ Skill មួយ Skill ហ្នឹងឈឺមែនតើបាទឥឡូវនេះ2ទល់នឹង2បាទផ្ដាច់ Sky មួយសិនចាក់មកដៅមកដៅឈឺខ្លាំងមែនតើម្ដងដៅបាទឈឺមែនតើម្ដងគឺ Sky គាត់អត់តាន់មាន Damage ទេយ៉ាបាទហក់ទៅដើម្បីរុញបោកចេញទៅបាទជួយ combo ជាមួយនឹងបាទសហើយចាប់បានបានដុំដុំបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាខាង Triple Kill គាត់រះទៅលើ Galaxy នោះគឺខ្លាំងមែនតើម្ដងដាច់ Galaxy អស់2នាក់ហើយគឺ Sky ហើយនឹង Box នៅសល់តែ Catherine មួយទេរត់ទៅប៉មវិញបាទដាច់ឈាមអស់ច្រើនមែនតើ Triple Kill បាទយ៉ាព្រលឹងគាត់មកពីក្រោយគាត់វាយទៅលើបាទ Sky ប៉ុន្តែប្រហែលជាដាច់បាត់ទៅហើយព្រលឹងបាទអាយ៉ារត់រត់ចេញដែរប៉ុន្តែតោះគ្រាប់ពីវ៉ាក់មកបាទយ៉ាដាច់មួយទៀតហើយគាត់ចាក់ខុសទៅគាត់ចាក់ខុសយេតស្គីឡែនដល់ពេលណាដែលចាក់ខុសទៅធ្វើឲ្យ animation គាត់នឹងកប់ព្រោះថាដៃគាត់កប់ដីយូរអីយ៉ាអានេះ3នាក់នៅលើឡែនជួយពពៀល X បាទយ៉ាបាច់ទឹកមួយអីយ៉ាចុចប្លុកកុំឲ្យបុកទៅប៉ុន្តែត្រូវបានដាច់របស់ក្លេបដដែលបាទតែបោះគាត់ថយពេកអញ្ចឹងតែគាត់អាចត្រមត្រោបានទេទោះបីជាគាត់មានប្លុកមានអីបាទជីកូហ្វីលនេះគឺច្រើនមែនតើយ៉ាបាទបាទទៅលើ Sky នោះគឺឈឺមែនតើបាក់អាទីឡូសិនតែប៉មខាងជីកូហ្វីលនេះក៏តិចដែរយ៉ាក្លេគាត់ចោះគ្រីនខលមួយឈឺមែនតើកាប់មួយទៀតតែអត់ជាប់ទេបាទវ៉ុកលេងល្អមែនតើបាទពេលនេះយកប៉មហើយយកឡែនមួយទៀតហើយឡែនគាត់យកអៃធីមបានអាយធីម defensive មួយទៀតហើយបាទមិញនេះបើសិនជាគាត់គិតបើសិនជាគាត់ប្លែង form នឹងឲ្យគេតែម្ដងហើយគាត់មិនអាចមិនបាត់បង់សមាជិកមួយបាទទោះយ៉ាងណា land គាត់គិតថាគាត់អាចវាយបានណាបាទឥឡូវនេះដាច់តបាត់ទៅហើយបាទ land គាត់បាញ់មួយនេះឈ្មោះដែរបាទឥឡូវនេះ Galaxy គឺគាត់មក3នាក់ហើយ3ទល់នឹង2អាយ៉ា Catherine ជិះជ្រុលទៅបន្តិចហើយព្រោះបាន land គាត់ទប់វិញឲ្យទៅជ្រុលពេកឥឡូវនេះ claim គាត់បាទវាយទៅលើសមាជិក2នាក់គឺ Catherine ហើយបាទសន្ទុះគឺ box ហើយ Sky បាទ Sky សតឈាមលោមែនទេដាច់បាត់ទៅហើយដោយ Glem បាទ Watch Spot ផ្ដាច់ជើងកាសនោះផ្ដាច់យកមួយទៀត Triple Kill បាទឥឡូវនេះបាទ Triple Kill មែនបាទ Ace បាទលេខអមែនទេ Sky ក៏បានបាទ Watch ក៏បានតែយល់ល្អគឺគាត់យកបាទ box ទៅអាយ៉ារៀងដាច់បាទ Catherine គឺគាត់នៅស្ងៀមប្រហែលជាមានបញ្ហាបាទឯមួយហើយប៉ុន្តែអត់មានទៅប៉ះគាត់ទេតែគាត់ដាក់ចេញមកវិញបានដោយសុវត្ថិភាពបាទយ៉ាងណាមិញសោះគាត់បើវាយទៅលើ box ដាច់ box បាត់ទៅហើយបាទនៅសល់តែ Sky ទេ2ទល់នឹង1 Sky ខំប្រឹងបាទវាយទៅលើ Lens Lens ឥឡូវនេះសល់ឈាមតិចហើយលោមែនតើដាច់ Lens មួយទៀតហើយនៅសល់មួយស្មើជាមួយនឹងសោះបាទវាសោះបាច់ទឹកខុសហើយបាទពេលនេះដាច់ផ្ដាច់គ្នាអត់ទាន់ទេសល់ឈាមបដៃបាទ Sky ទទួលបាន10មកគ្នាល្អមែនតើទាំង3នាក់ហើយGalaxy ក៏គាត់នៅត្រៀមដែរត្រៀមតបាយគ្នាទៅយ៉ាបោះ player មួយឃើញតែ2នាក់ទេ Galaxy តែតរៀងគាត់តំចេញមកពីពេញ item បាទ stand មួយទៅលើ Land Land គេបើស្ដាច់ Land បាត់ទៅហើយ Silent មួយទៀតរបស់ Catherine ល្អមែនតើដាច់ស្មារតី3នាក់របស់ Triple Kill ហើយឥឡូវនេះបាទរត់សំដៅទៅរោបន្ទាយធំរបស់ខាង Triple Kill តែម្ដង Galaxy នៅពេលនេះគាត់អាចយកឈ្នះតែម្ដងបានដែរទេដែលបាទ20 second ទៀតឯនោះសម្រាប់តែខាង Triple Kill គឺគាត់កើតមកវិញទេបាទបាទគាត់ថា damage របស់ box low critical 300 300 300បាច់មានដាច់ហើយបាទ game ទី3 Israel បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ទស្សនាបងប្អូនគ្នាទៅលើ game ទី3របៀងបាទ Triple Kill X ហើយនឹង Galaxy បាទឥឡូវនេះខាង Triple Kill គាត់មកត្រឡប់មកវិញហើយតាការគាត់ហក់ទៅលើ Kestrel បាទ Kestrel សល់ឈាមតែឥឡូវគាត់ចុចឈាមហើយប៉ុន្តែចុចអត់ទាន់ទេបាទការហក់ចូលមកវិញជាមួយនឹងបាទខិតខាស់ខាស់ការពីអ្នកដើរចូលទៅក្នុងចាំងកលឿនមែនតើបាទបាទហក់មួយតាការហក់ទៅកាត់ដាច់បាត់ទៅហើយ Kestrel តាស្គីលទី2រត់ចេញមកបាទបោះ flare ប៉ុន្តែមើលអត់ឃើញទេបាទនៅនេះនៅសល់តែម្នាក់ឯងទេ Catherine Fury X
ដែលយកទៅ CK Chat ខ្លួនដែរមិនប្រកាសតែឈ្នះទេបាទអញ្ចឹងទោះបីជាខាងទីប្រយ័ត្នចូលស្ដាំទៀតហើយបាទឥឡូវនេះ2ទល់នឹង3វាយទៅលើ Kestrel តាន1លើតាការកំឲ្យតាការតាមទៀត Kestrel នៅពីក្រោយនេះបាទដាច់បាត់ទៅហើយដោយ Khoska Khoska ហក់ទៅលើតាការអត់ឲ្យរត់ទេប្រាសគីទី2ឲ្យហើយរត់ចេញទៀតអត់បានទេ Galaxy X កប់បាទបានចឹង3អ្នកពេញតែម្ដងវាយទៅលើបាទ Catherine Catherine គាត់ចេញបាត់ហើយចូលមកដល់មុខបបហើយបងសតជាប្រភពរ៉ាទេឥឡូវនេះដូចថា2ស្មើ Galaxy ហើយនឹង Triple Kill តែចូល Stun 1របស់ Catherine Fury X បាទឥឡូវនេះ3អ្នកមក Stun ទៅលើ Khoska 1សិនហក់ទៅលើ Catherine Catherine នៅសតជាបាទប្រភពរ៉ាបោះមកស្គីលមកទៀតឥឡូវនេះខាង Galaxy អស់មកណាហើយបាទ Burst ទៅលើតាការដាច់តាការបាត់ទៅហើយ Silent ដោយ Catherine Shoot Evil បាទខាង Team Triple Kill បាទ RT 1ជុតបាត់ Catherine បាត់ទៅហើយបាទអាយ៉ាបាញ់ទៅលើ Catherine ប៉ុន្តែត្រូវបានបាទ Kestrel វាយវិញឥឡូវនេះ3ទល់នឹង1នៅខាងលើ Land តាការ RT 1ទៅលើបាទ Kestrel ប៉ុន្តែ Kestrel ប្រើ Skill ទី2បាំងកាយបាត់ទៅហើយហើយចេញមកវិញបោះទៀតទៅ1 1 RT 1ទៀតរបស់បាទ Kestrel ទៅលើ Kestrel ខាង Team បាទ Triple Kill ឥឡូវនេះវាយគ្នាហើយដាច់2ទល់នឹង2បាទឥឡូវអូ RT 1ទៀតបាទ5 12 Damage បាទឥឡូវនេះសាច់ឈាមផាយបែរគ្នាអាយ៉ាចន់សាច់ឈាមផាយគ្នាអាយ៉ាបាទមើលឃើញហើយមានវិជ្ជាហក់ RT 1ទៀតដាច់បាត់ទៅហើយ Kestrel បោះ Team Galaxy ឥឡូវនេះមកគ្រាប់មកគ្រាប់បាទអត់មានអីសងទៅវិញទេបាទ Catherine ចាំមើលតាអាចវាយបានគឺចូលវាយតែម្ដងអាយ៉ាបាទពេលនេះវាយគ្នាមែនតើហើយ Catherine Shoot Evil នៅរីងពុកពេញត្រូវបានខាងបាទ Galaxy គាត់ Burst ទៅអាយ៉ាអាទី1ទៀតប៉ុន្តែត្រូវបាំងសមាជិករបស់ Triple Kill X បាទឥឡូវនេះខាង Galaxy បាយជាអស់ឈាមច្រើនជាងគេទៅវិញឥឡូវនេះខាង Triple Kill X គាត់វាយខ្លាំងមែនតើទៅលើ Galaxy ដាច់ Galaxy អស់ទៅហើយបាទខណៈពេលដែល Kraken កើតមកបាទឈាម Kraken នេះក៏ដាច់ច្រើនណាស់ដែរឥឡូវនេះ Catherine បាទបើកស្គីលទី2អាយ៉ូចូលប្រោះរបស់ Kestrel បាទយូរ Not my two choice នេះគឺច្រើនឈឺមែនតើឥឡូវនេះសតឈាមតែបែកកណ្ដាលទេចូលទៅមួយទៀតទោះជាឈាមបែកកណ្ដាលក៏អត់មានខ្លាចដែរខាងច្រើនមែនតើជាប់ Silent មួយទៀតដាច់បាត់ទៅហើយសមាជិក2នាក់របស់ Triple Kill បាទ RT មួយទៀតប៉ុន្តែអត់មាន500តែអេសបាត់ទៅហើយអត់ផងឲ្យឈឺមែនតើបាទអត់មានច្រើនពេកបាទលោកដៃសិនអត់ទាន់ហ៊ានវាយទេតែតើត្រូវដាក់ដៃទៅជួនកាលដាក់ដៃទៅជាប់ព្រោះវាយទៅតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខាងពីពុកគេយ៉ាដូចជាមើលដឹងហើយបាក់ចូលទៅមួយទៅលើ Kestrel ហើយប្រែបាក់ទៀតទៀតយ៉ាអាទី1 Silent សមាជិក3នាក់របស់ Galaxy ប៉ុន្តែ2នាក់ទៀតមកដល់ទេឥឡូវមកដល់ហើយវាយទៅលើ Kestrel បាទ Kestrel នៅខាងក្រោយនេះមួយខ្មៅទល់មួយវារៀអេឆូននៅស្ងៀមប្រហែលជាមានបញ្ហា connection ហើយតែពេលនេះអត់បាទធ្វើអីបានទេផ្ដាច់បាត់ទៅហើយបាទខាង Galaxy X ដាក់អស់3នាក់ហើយលើនេះពួកគាត់សម្ដៅទៅមុខទីរបស់ Galaxy ហើយតែយើងបើយើងនិយាយទៅមើល item របស់ខាង Kestrel របស់ជាប្រភេទអីវិញមកគឺគាត់ប៉ាត់ Tornado Trigger អញ្ចឹងទៅគឺគាត់វាយលឿនខុសពីធម្មតាបាទអញ្ចឹងគាត់ skip គាត់បាយលឿនណាស់បាទឥឡូវនេះយើងឃើញថា Triple Kill X គឺគាត់ទទួលបានបាទចៃជំនះទៅលើខាង Galaxy ហើយបាទក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1ផងដែរ